Hả? Nuôi nhà bé. Ừ? Đây là cái gì đây, giống như kiểu bể bơi à? Nhà yeah, đấy với tao đùm mà đây là cái gì ông? Ừ. Rồi. Lái xe ô tô ở đấy ô tô à? Nhà của con chuột đấy. Ừ. Thế nó cứt đấy. Ăn trôi này là cái gì? Thế đây phải nhà của bác sĩ An Tôn không? Quá buồn cười luôn. Ra ngồi kia đi để bố bật bíp cho xong đi tắm nhá. Ok, khá đây. Cất gọn đi, xếp gọn vào. Xếp gọn ghế vào. Nhớ xếp gọn ghế vào đi. Ok.